Thưa quý vị và các bạn, trong sự ồn ào của cuộc sống nơi đô thị thì việc được hòa mình vào không khí chợ quê với những món ăn dân dã là ước muốn của rất nhiều người. Đúng vậy, mỗi người trong số chúng ta đều có một quê hương riêng. Và khi trưởng thành, xa quê hương thì nếu như chúng ta được hưởng thụ hồn quê ngay giữa lòng Hà Nội thì đó quả thực là một điều tuyệt vời. Thì ngày hôm nay xin mời anh Huy và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một không gian đậm chất Thanh Bình này. Nằm trong con phố nhỏ Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội, ao quán được biết đến với không gian thiên nhiên độc đáo, với thiết kế đầy sáng tạo. Điều này đã tạo cho nơi đây một nét đẹp riêng, đậm chất quê mà không phải nơi nào cũng có được. Có thể nói, ao quán đã là điểm đến thú vị cho những ai thích khám phá ẩm thực của làng quê Việt Nam. Từ cái yêu thích thiên nhiên với cả đi ra ngoài nhiều. Bây giờ các bạn trẻ có xu hướng là đi phượt ý, thì mỗi nơi mang lại cho mình một cái cảm giác này, tự nhiên này, đồng quê này, xong rồi cái gọi là những cái gì nó gần gũi nhất mà ở ngay một cái thành lòng thành phố lớn như thế này đã mất đi rồi. Đấy thì mình muốn gom tất cả những cái đấy lại để cho các bạn trẻ của thế hệ bây giờ cảm nhận được những cái gì thiên nhiên nhất, những cái gì mà ngày xưa bây giờ mà không còn cảm nhận được nữa. Bước vào ao quán, bạn như được bước vào một thế giới hoàn toàn khác với sự ồn ào náo nhiệt vốn có của Hà Nội. Một không gian nhẹ nhàng, thanh bình, như bạn đang ở giữa một cánh đồng quê. Bao trùm quán là không gian rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Cách bày trí khéo léo với tông màu vàng chủ đạo, nổi bật của quán, kết hợp với những bộ bàn ghế tre, ao bèo, cùng những vật dụng trang trí cũng gợi nhớ về một vùng quê thanh bình, yên ả, đối lập hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt của phố phường Hà Nội. Tôi thường xuyên đến đây tại vì là tôi thấy cái quán ăn này là quán đồng quê, quán này thân thuộc với lại quê hương của tôi. Tại vì tôi sinh ra và lớn lên ở đất Thành Nam và cũng thường xuyên dẫn bạn bè và người quen, anh em cùng quê đến đây tụ họp. Khi đến ao quán thì tôi thấy có không khí mang hương vị ở quê hương mình. Ở nơi đây giữa cuộc sống bộn bề ở thành thị thì mình sẽ tìm thấy được những không gian và không khí mang đậm chất quê hương của Việt Nam. Thế nên tôi cùng bạn bè và người thân cũng thường xuyên đến ao quán. Những bạn trẻ tìm đến đây với những người bạn để hàn huyên tâm sự, giúp họ quên đi những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày. Họ được thả hồn mình vào với thiên nhiên nơi đây để tìm lại những ký ức đẹp về hình ảnh làng quê Việt xưa. Khác với nhiều nhà hàng khác, những món ăn ở đây thường gắn liền với những món ăn dân dã của người dân Việt Nam. Điều đó tạo cho thực khách sự thích thú đặc biệt, cảm giác thân thuộc, dung dị nơi đồng quê, đặc biệt là những người con đi xa quê hương, ít có thời gian để trở về quê, nơi tuổi thơ với bao kỷ niệm. Tôi thấy món ăn ở ao quán khá độc đáo và đa phần là mang hương vị của đồng quê. Món ăn ở đây rất ngon và giá cả thì cũng phải chăng. Quê tôi ở Thái Bình thì có những cái mái lá hoặc là ao như này rất là nhiều, nhưng mà về Hà Nội lâu lắm rồi mình không được gặp ấy. Nên lần đầu tiên khi bạn bè giới thiệu đến đây thì nhìn thấy khung cảnh quán đã thích rồi, cảm giác như cái gì nó rất là quen thuộc. Xong rồi đến khi mà ăn đồ ăn nữa lại thấy mùi vị quen thuộc ở quê luôn. Hầu hết là đều là những cái món đồng quê ấy. Và tôi thích nhất là vào tối thứ sáu đến đây vừa được tận hưởng không gian đẹp này, vừa có món ăn ngon và được nghe nhạc nữa. Giữa những ồn ào của cuộc sống bon chen thường nhật, giữa những lo toan tất bật của cuộc sống cơm áo gạo tiền, đôi khi người ta tha thiết nhớ về những gì bình dị, dân dã, nhớ về khung cảnh làng quê yên bình, êm ả bên ao cá, cỏ cây. Tạm xa cuộc sống phố thị ồn ào, ngột ngạt, hãy đến với ao quán, không gian quê thanh bình để tìm về bình yên trong tâm hồn, để tìm về tuổi thơ quen thuộc với những món ăn dân dã mà ngon đến ấm lòng. Đây không chỉ là một nơi để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mà đây còn là nơi để gặp gỡ bạn bè, ôn lại những kỷ niệm xưa. Và ngay sau